mọi người hạ con sợ hãi sa đi đối với hòa thượng sinh một lời ác còn đọa xuống a tỳ địa ngục tám chục ức kiếp huống nữa là kỳ xuất giá đời lại cho đến ngày nay tội lỗi ta sinh ra ác nghiệp vô lượng vô biên quyết định bỏ thân này sẽ đóng tội với người đệ tử kia xa xuống địa ngục không còn nghĩ giờ gì được vì sao bởi vì hòa thượng thường đến tâm và bà nhân chứng con chưa từng đụng chư pháp mà tu hành đối với các thượng sư trường hành nhiều chúng con hãy sinh lòng trai vì các ai cung cấp cho mà không từ biết chẳng biết đủ ở đây đây nhận tay trong ba đời sự nó vô lượng những tội như vậy không thể kể xiết trong kinh Phật dạy sinh một lòng sắc quán thù vô lượng nhân quả thù ấy không dừng trong dòng đồ đề tử cũng yêu lành lắm lắm lại còn nhiều lúc đông không chung là chung đối với các Phật thường tòa trung tòa tòa chúng con không thông tính sự xuất giá là pháp viên đi sinh từ không biết nhận được là hành pháp là không biết định đạt
sanh trong thôn đạo đức đời lại hái nông hiện tại chúng con chịu đà quả báo hôm nay chúng con nguyện xin sám hối thứ gì tất cả chúng sanh trong lòng đà mỗi mỗi người hãy đệ tử chúng con xin đem lòng từ bi ngôn văn để quan độ đời mà cầu xin ta mai nguyện xin cho cả chúng sanh hãy xả bỏ giờ này thời gian như ngược lại, không gian trong yên tĩnh, toàn thể đạo tràng chúng con khởi vận lòng thành, dừng nén tâm đăng hướng về trong giường người hương tam bảo trong cõi hư vô này. Xin tất cả đại chúng hai tay nâng liên đăng hướng về tiếng chuông cầu nguyện để thức tỉnh tất cả chúng sanh trong pháp giới trở về con đường chánh giác. Lắng nghe lòng nghe lắng lòng nghe tiếng Thank you.
nhân đạo sư A Di Đà Phật tam đại Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây chúng con nhận thấy chư tôn đức đang đón nhận ánh sáng trí tuệ từ vạn Phật, đang truyền sang chư tôn đức như một biểu hiện của tăng đoàn hòa hợp chánh pháp rạng người. Trên tay mỗi người là một ngọn nến, hãy nhận lấy ánh sáng trí tuệ từ chư tôn đức hàng sứ giả của Như Lai.
đem ánh sáng chân lý tối thượng trang hòa khắp chốn, và ánh nến ấy đã được truyền sang cho quý Phật tử. Và cứ thế, ánh sáng trí tuệ cứ tiếp tục truyền đi, vùng sáng đã dần lan tỏa khắp mọi nơi thông qua ánh sáng của những ngọn nến lung linh huyền diệu này. Giờ đây, chúng con xin phép được dâng hoa lục cung dường. Xin mời ban dâng hoa.